Mỹ và phương Tây dự đoán Nga có thể chính thức tuyên chiến với Ukraine sớm nhất là ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 để huy động toàn bộ lực lượng dự bị, trong khi Nga khẳng định trước đó rằng sẽ không đặt ra khung thời gian phải hoàn thành chiến dịch quân sự ở Ukraine trước mùng 9 tháng 5. Các quan chức phương Tây cho rằng Nga sẽ sử dụng ngày chiến thắng phát xít để thông báo về thành quả quân sự ở Ukraine hoặc một bước leo thang mới, hoặc cả hai. Các quan chức này dự báo một kịch bản, đó là Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức tuyên chiến với Ukraine vào ngày 9 tháng 5. Điều này sẽ cho phép huy động toàn bộ lực lượng dự bị của Nga trong bối cảnh Nga thúc đẩy chiến dịch quân sự ở phía đông và phía nam Ukraine. Cho tới nay, các quan chức Nga vẫn khẳng định cuộc xung đột ở Ukraine là một chiến dịch quân sự với mục tiêu trung tâm là phi phát xít hóa. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cũng dự đoán Nga sẽ dịch chuyển khỏi chiến dịch quân sự hiện nay. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc trả lời phỏng vấn đài Mediaset của Italia khẳng định Nga không đặt ra khung thời gian phải hoàn thành chiến dịch quân sự ở Ukraine trước ngày chiến thắng phát xít mùng 9 tháng 5. Theo Ngoại trưởng Nga, tốc độ của chiến dịch quân sự ở Ukraine trước tiên phụ thuộc vào sự cần thiết phải giảm tối đa rủi ro cho dân thường ở Ukraine và binh sĩ Nga. Ông nói thêm hoạt động của các binh sĩ Nga không căn cứ vào một ngày cụ thể, trong đó kể cả ngày chiến thắng, và Moscow vẫn sẽ long trọng kỷ niệm ngày 9 tháng 5 như cách Nga luôn làm. Dự kiến lễ kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít năm 2022 của Nga sẽ có khoảng 11.000 quân nhân, 131 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại, 77 máy bay và trực thăng tham gia cuộc duyệt binh trên quảng trường đỏ. Phần cơ giới có xe quân sự Typhoon, xe chiến đấu bộ binh BMP-2, BMP-3 và Kuganet-25, xe tăng T-72BZM, T-90M và T-14 Atmanta, tên lửa tác chiến Iskander-M, pháo tự hành M-STAR-S, pháo phản lực đa nòng Tornado-G, hệ thống phòng không TOW-M2, Buk-MZ và S-400 Triumph, thiết bị của quân dù và tên lửa chiến lược, robot xung kích Uran-9 đặt trên xe tải. Trước đó vào hôm 6 tháng 4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đang lên kế hoạch kỷ niệm 77 năm chiến thắng phát xít Đức. Lễ duyệt binh trên quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow năm nay sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ theo giờ Moscow ngày 9 tháng 5. Ngày chiến thắng ở Nga là một ngày lễ quốc gia, hầu hết các công sở, trường học và doanh nghiệp đều đóng cửa. Lễ duyệt binh sẽ diễn ra trong bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trước đó, tờ Kiev Independent cho hay, theo thông tin tình báo từ Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Nga được lệnh phải kết thúc chiến sự vào ngày 9 tháng 5. Ngày 9 tháng 5 được gọi là ngày chiến thắng ở Nga, là ngày kết thúc cuộc phản công của Hồng quân Liên Xô tại Đức Quốc xã khi các binh sĩ Nga hành quân qua Berlin vào năm 1945 và tuyên bố chiến thắng. Nhân dân Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ khác lấy ngày 9 tháng 5 hàng năm là ngày kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức. Ông Vladimir Putin đã khuyến khích tổ chức lễ kỷ niệm lớn hơn vào ngày 9 tháng 5. Phát biểu ở quảng trường đỏ vào năm 2017, ông Putin nói rằng Liên Xô phải đối mặt với những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất của Đức Quốc xã và cho rằng không có thế lực nào có thể đánh bại người Nga. Tình báo Ukraine dự báo Nga sẽ kết thúc chiến tranh với Ukraine vào tháng 9 tới. Tổng cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine hôm ngày 3 tháng 5 cho biết họ tin rằng Nga sẽ kết thúc cuộc chiến với Ukraine vào tháng 9 tới. Hãng truyền thông Fox News dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết có thông tin trong nội bộ lực lượng quân đội chiếm đóng, nói rằng chiến dịch quân sự đặc biệt được ấn định sẽ kết thúc vào tháng 9 năm 2022. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã kéo dài hơn 2 tháng. Thời gian gần đây, quân đội Nga chuyển hướng tấn công sang tập trung vào miền đông và miền nam Ukraine. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói rằng Nga chưa có kế hoạch kết thúc chiến dịch quân sự này trước ngày chiến thắng phát xít ngày 9 tháng 5. Thưa quý vị, hôm nay ngày 3 tháng 5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, các cửa ngõ ra vào Hà Nội khá thông thoáng, lượng phương tiện dù có tăng nhẹ nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ. Trước đó, vào những ngày đầu nghỉ lễ, lượng phương tiện lưu thông tăng gấp 3 đến 4 lần so với ngày thường đã dẫn tới tình trạng ách tắc nghiêm trọng tại nhiều tuyến đường. Phóng viên Thành Đạt tường thuật từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Xin mời anh Thành Đạt ạ. Xin chào trường quay, xin chào quý vị khán giả. Hiện nay thì tôi đang có mặt tại khu vực cửa ngõ phía nam của thành phố, khu vực Pháp Vân Cầu Rẽ. Như quý vị có thể thấy rằng ngay sau lưng tôi đây thì các phương tiện di chuyển khá là thông thoáng và gần như là không xảy ra tình trạng ùn tắc. Theo đại diện của trạm thì lượng phương tiện có tăng cao trong cái thời điểm đầu giờ chiều, tuy nhiên thì các cái trạm thu phí VETC không dừng thì luôn thông thoáng, thế nên là tình trạng giao thông cũng đã giảm đi phần nào cái tình trạng ùn ứ.
Có lẽ là người dân đã lường trước được cái tình trạng ùn tắc, thế nên là người dân đã chủ động đi vào các khung giờ khác nhau cũng như là đi vào ngày trước đó để tránh tình trạng ùn tắc. Lực lượng cảnh sát giao thông thì cũng đã có mặt ở đây từ rất sớm để phân luồng cũng như là hướng dẫn các phương tiện di chuyển sao cho thật thuận tiện và an toàn. Một số các cửa ngõ khác như là khu vực bến xe Giáp Bát đi quốc lộ 1A hay là bến xe nước ngầm di chuyển về các cái khu vực khác thì gần như là cũng không xảy ra tình trạng ùn tắc và chỉ xảy ra ùn ứ tại một vài thời điểm. Xin trở lại trường quay. Tôi xin được cảm ơn những thông tin từ hiện trường đến từ phóng viên Thành Đạt. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh thì các cửa ngõ từ miền Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ đổ về thành phố, lượng phương tiện giao thông cũng đã bắt đầu tăng nhanh, dẫn đến tình trạng ùn ứ tại một vài địa điểm. Ngay bây giờ sẽ là thông tin chi tiết đến từ phóng viên Sĩ Đoan. Xin được mời anh Sĩ Đoan. Vâng, giống như 4 ngày trước đây thôi thì mọi cái con đường vào cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh như cái con đường này thì lại chật kín người vào xe. Bởi vì là người dân thì sau một thời gian nghỉ lễ thì đã trở lại thành phố để ngày mai có thể trở lại làm việc. Thì hiện tại tôi đang ở vòng xoay An Lạc thuộc địa phận quận Bình Tân. Đây là một trong những cái điểm đen về giao thông, đặc biệt là trong những ngày nghỉ lễ như thế này. Thì như quý vị và các bạn có thể thấy thì hiện tại thì cái con đường cửa ngõ này đang có rất là đông người. Nhưng mà theo ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi, từ buổi chiều ngày hôm nay cho đến cái thời điểm này thì không xảy ra cái tình trạng là ùn ứ tắc nghẽn do những cái điểm nút, điểm thắt ở những cái cửa ngõ như thế này thì đều được các lực lượng chức năng, lực lượng giao thông đứng ra phân luồng. Do cái đặc thù là rất là gần thành phố Hồ Chí Minh cho nên là người dân miền Tây thường trở lại thành phố bằng xe đò, bằng xe ô tô cá nhân hoặc là cũng có thể bằng xe máy, bằng rất là nhiều khung giờ khác nhau. Cho nên là cái thời điểm hiện tại thì có thể là rất thông thoáng nhưng mà cũng rất là nhiều người dự báo thì từ thời điểm này đến đêm thì khi mà lượng người trở lại đông hơn nữa thì cũng có thể xảy ra cái tình trạng là tắc nghẽn. Người lao động thì ở các tỉnh như là miền Trung và Tây Nguyên thì thường tận dụng tối đa cái thời gian nghỉ lễ bên gia đình. Cho nên là thường là đêm nay thì họ mới lên xe để rạng sáng ngày mai thì cập bến miền Đông. Thì như vậy là dự báo thì cái khung giờ mà rạng sáng ngày mai thì sẽ gây ra cái áp lực giao thông rất lớn cho bến xe này. Theo con số của bến xe thì vào các ngày như là 29 tháng 4, 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 thì trung bình mỗi ngày thì có khoảng 30.000 khách cập bến. Thì cái lượng khách trở lại thì có lẽ là cũng sẽ là tương đương, gây ra một cái tình trạng dự báo là sẽ là rất là áp lực về mặt giao thông. Và cũng giống như 4 ngày trước đây thì Cục Cảnh sát Giao thông của Bộ Công an thì đã đưa ra tới 5 phương án để tránh ùn tắc cho những cái cửa ngõ như thế này. Và các đội cảnh sát giao thông của thành phố Hồ Chí Minh thì từ chiều hôm nay thì cũng đã ra quân để đảm bảo giao thông được thông suốt trong khi người dân trở lại với thành phố để làm việc. Vâng, xin trở lại trường quay. Vâng, xin được cảm ơn những thông tin đến từ phóng viên Sĩ Đoan. Thưa quý vị, rõ ràng chúng ta thấy là hàng năm dịp ngày nghỉ lễ là thời điểm mà có cái lượng phương tiện rất lớn từ các cái địa phương dồn về thành phố Hồ Chí Minh, dẫn đến tình trạng là ùn ứ giao thông, đặc biệt là tại tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đây là tuyến đường quan trọng dẫn về thành phố nên là tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra nghiêm trọng thường xuyên tại đây. Tuy nhiên, với công tác phân luồng và phối hợp từ sớm của lực lượng chức năng nên tình trạng ùn ứ tại thời điểm này đã không xảy ra. Đây là trạm thu phí cuối cùng của tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Mặc dù là tuyến đường tập trung nhiều phương tiện từ các khu du lịch Bà Rịa Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt và Nha Trang, thế nhưng chiều nay đã không xảy ra ùn ứ. Theo ghi nhận, trung tâm điều hành trạm đã bố trí 11 trên 14 trạm soát vé cho chiều vào thành phố, trong khi chỉ có 3 trên 14 chiều ra. Giải pháp này giúp cùng lúc kiểm soát và thông xe được nhiều phương tiện, từ đó duy trì lưu thông và tránh được ùn tắc tại trạm. Tại các trạm thu phí thì chúng tôi theo cái hướng lưu thông, tùy theo từng hướng lưu thông chúng tôi sẽ mở thêm các cái làn ngược chiều tại trạm thu phí để giải quyết ùn tắc tại trạm thu phí. Còn nếu ùn tắc kéo dài thì chúng tôi sẽ xả trạm theo yêu cầu của các lực lượng chức năng của Cục Quản lý Đường Bộ 4 cũng như là của lực lượng Cảnh sát Giao thông. Về phía cơ quan chức năng, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 6 thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã có kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ. Đơn vị đã chủ động phối hợp với Trung tâm Quản lý Đường Cao Tốc, bố trí phân luồng từ xa, điều tiết tại 3 điểm trạm thu phí là Dầu Dây, trạm quốc lộ 51 Long Thành và trạm Long Phước. Ngày hôm qua là cái ngày cao điểm về phương tiện lưu thông trên tuyến. Chúng tôi đã ghi nhận
được hơn 130.000 lượt phương tiện lưu thông trên tuyến. Ngày hôm qua thì trên tuyến chúng tôi vẫn đảm bảo thông suốt, an toàn. Nếu mà phương tiện ùn ứ trước trạm 1.000 mét thì chúng tôi sẽ yêu cầu Bách E là đơn vị đang chịu trách nhiệm thu phí và quản lý tuyến đường cao tốc Long Thành Dầu Dây xả trạm theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tình hình giao thông mà đi từ Vũng Tàu về đây là nó ổn hơn so với những ngày trước, nó có bớt kẹt hơn rồi. Tình hình là nó vẫn đỡ, nhưng mà trạm thu phí Long Phước nó vẫn còn kẹt. Còn cao tốc hôm nay là nó thoáng hơn mọi hôm rất là nhiều. Theo báo cáo từ Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, trong 4 ngày nghỉ lễ, tại đây chỉ xả trạm 2 lần vào ngày 29 tháng 4 và mùng 2 tháng 5. Còn trong ngày hôm nay, mật độ lưu thông tương đối ổn định, không ùn ứ kéo dài như cao điểm tối qua. Đó là tình hình giao thông đường bộ. Còn đối với hàng không thì ngày hôm nay lượng hành khách qua sân bay Nội Bài Hà Nội và sân bay Tân Sơn Nhất Thành phố Hồ Chí Minh tăng đột biến so với thường ngày. Cụ thể theo cảng hàng không quốc tế Nội Bài thì dự kiến có 427 lượt chuyến bay khai thác, lượng khách qua cảng là 74.000 khách, trong đó gần 36.000 khách đi và 38.000 khách đến với 6 khung giờ cao điểm chiều đi và 8 khung giờ cao điểm chiều đến trong ngày. Cũng trong ngày hôm nay, Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết sẽ khai thác 650 chuyến bay đến và đi từ sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh với khoảng hơn 100.000 hành khách. Lượng khách quốc nội đông tập trung từ 0 giờ là từ 11 giờ trưa cho đến hết ngày. Để không bị chậm nhỡ chuyến bay thì đơn vị khai thác cảng khuyến cáo hành khách đi máy bay vào các khung giờ cao điểm, sử dụng phương tiện công cộng thay vì xe cá nhân để giảm áp lực lên sân đỗ ô tô. Khuyến khách làm thủ tục trực tuyến hoặc tại quầy check-in. Hành khách cũng nên có mặt tại sân bay trước 2 tiếng với bay nội địa và 3 tiếng nếu bay quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, tháng 4 năm 2022, nhà đầu tư chứng khoán phải đối mặt với rất nhiều những sự khó khăn. Về điểm số thì chỉ số VN Index đã sụt giảm khoảng 150 điểm. Có nhiều cổ phiếu đã giảm đến 40%, thậm chí là 45%, khiến nhiều nhà đầu tư đã thua lỗ nặng. Tuy nhiên, sau những ngày giảm giá mạnh, thị trường đã có sự phục hồi. Đáng chú ý trong 3 phiên cuối cùng của tháng 4, khiến nhiều nhà đầu tư kỳ vọng hơn vào sự khởi sắc trong tháng 5 này. Và các chuyên gia cũng khuyến cáo tháng 5 sẽ là giai đoạn tích lũy, chỉ số sẽ đi ngang quanh ngưỡng 1.350 đến 1.400 điểm, nhưng sẽ cũng có những cổ phiếu tiềm năng tăng giá mạnh hơn hẳn so với các nhóm cổ phiếu khác. Đầu tháng 4 năm 2022, VN Index hưng phấn quanh mốc 1.520 điểm, nhưng các vụ bắt Trịnh Văn Quyết, FLC, Đỗ Anh Dũng, Tân Hoàng Minh, Đỗ Thành Nhân, Louis Holding, Đỗ Đức Nam, Chứng khoán Chí Việt đã khiến thị trường lao dốc mạnh về 1.366 điểm. Thậm chí, nhiều cổ phiếu như PXS giảm 45%, MCG giảm 43%, DQC giảm 42%, FTM, TGG, TXI, TVB, ROS giảm quanh 40%. Trong bối cảnh toàn thị trường giảm sâu, vẫn có những cổ phiếu đi ngược chiều, tăng giá trong tháng 4 như ACL tăng 22%, BCM tăng gần 19%, VCA, CMG tăng 16%. Đây là những nhóm ngành có nhiều cơ hội tiếp tục tăng mạnh trong tháng 5 tới. Nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến những nhóm ngành sẽ được hưởng lợi từ cái sự phục hồi của nền kinh tế. Chúng tôi thấy những cổ phiếu trong những ngành liên quan đến bán lẻ, chẳng hạn như là cổ phiếu VRE, cổ phiếu về thời gian di động, cổ phiếu PNG, những cổ phiếu trong nhóm ngành về bảo hiểm chẳng hạn, thì đều là những cổ phiếu đã có cái triển vọng tăng trưởng tích cực. Và tôi nghĩ rằng là nhóm ngành về tiêu dùng bán lẻ sẽ là cái nhóm ngành tiếp tục là có cái sự chi phối và dẫn dắt thị trường. Một nhóm ngành mà thực tế hiện nay tôi nghĩ rằng là cũng đang nổi lên với cái sự biến động rất là lớn là nhóm ngành dầu khí. Và tôi nghĩ là nhóm ngành dầu khí cũng có thể sẽ là cái ngựa ô của cái năm tháng 5 này, khi mà những tình hình liên quan đến châu Âu và Nga thì đang có cái sự thiết chặt hơn về cái việc là nguồn cung của dầu khí cũng như sử dụng khí của châu Âu, thì đây có thể sẽ là nhóm ngựa ô của tháng 5. Bên cạnh đó, trong 2 tuần cuối tháng 4, rất nhiều doanh nghiệp niêm yết đã công bố lợi nhuận quý 1 2022 tăng mạnh và kế hoạch lợi nhuận cả năm 2022 vượt kỷ lục mới. Đây cũng là các cổ phiếu đáng đầu tư trong tháng 5. Số nhóm cổ phiếu có cái hiệu quả kinh doanh tốt đang có cái khuynh hướng cải thiện về mặt giá cả, tức là có một cái mức độ hồi phục tốt hơn, như là các cổ phiếu logistics, ngân hàng hay là
phân bón rồi là hóa chất thì có cái hiệu quả kinh doanh tương đối là tốt và đang có cái mức độ hồi phục tốt hơn. Ngay cả những cái cổ phiếu ngân hàng lớn, một vài cổ phiếu cũng đã ra cái thông tin về kết quả kinh doanh tăng trưởng xung quanh được khoảng 20-25% so với cùng kỳ thì đều có cái mức độ hồi phục tốt hơn. Do đó thì các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến các cái doanh nghiệp mà có hiệu quả kinh doanh tốt ở một cái mức độ định giá phù hợp thì nó là chính là những cái cổ phiếu khá là tiềm năng cho cái giai đoạn sắp tới. Cũng trong tháng 5, nhà đầu tư phải chú ý đến thanh khoản của thị trường. Trong 3 phiên cuối tháng 4, tuy thị trường phục hồi mạnh mẽ nhưng thanh khoản rất thấp, tổng trị giá giao dịch toàn thị trường chỉ từ 13.000 tỷ đến 17.000 tỷ, giảm hơn 40% so với thời điểm đỉnh cao tăng giá. Thanh khoản thấp khiến thị trường sẽ chỉ tích lũy, tăng giảm đan xen quanh ngưỡng 1.350 đến 1.400 điểm trước khi có thể bứt phá mạnh.